Xin chào các bạn, thì đây là một cái xe chiếc Vision 2021 á. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người nha. Cái giá thì hiện tại là mình vừa mới mua đó, cái giá đó là 375, giá lăn bánh luôn nha các bạn. Thì đây là cái Smart Key nè, phiên bản này là phiên bản có Smart Key nha các bạn. Đây là cái màu đỏ đô ạ. Đây Smart Key đây. Đây mình sẽ nhấn nha. Phím trên này là sẽ tìm xe nha các bạn. Đây thì cái phím dưới này thì sẽ khởi động xe nha bạn. Thì bây giờ mình sẽ bấm lên nha. Đây, bây giờ mình sẽ khởi động nha. Người xem nha. Đây là cái Smart Key của nó nè. Thì cái màu, cái phiên bản mới này thì màu rất là đẹp nha các bạn. Đây cái mặt đồng hồ của nó cũng là cái kiểu mới luôn, nhìn rất là đẹp nha. Đây nhìn cái chỗ mà cái mặt nạ của nó nè, nó đi rất là đẹp nha các bạn. Thì cái màu này thì cái yên nó sẽ là màu hơi xám nha, màu xám nha bạn. Vision đây, dưới cái lốc máy mình sẽ quay cái dao này đi nha. Đây, chỗ này nó có quả tiết nè, quả tiết nhìn rất là đẹp nha. Đây mình sẽ quay cận cảnh hai đường viền nó cho bạn xem nha. Đây cũng nó cũng có cái quả tiết này nha bạn. Đây phía dưới yên xe nè. Mình sẽ cái này là lốc máy nha. Đây. Thì cái đuôi xe của nó là cái kiểu này thì nó sẽ đẹp hơn cái phiên bản cũ nha các bạn. Dưới đây nó cũng có quả tiết nè. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó nè. 1,88 lít trên 100 km. Dung tích xi lăng là 110 nha.
Rồi. Đây là cái dải đèn led. Led luôn. Mở là nó mở xe lên là nó luôn sáng nha. Đèn này là đèn định vị nè. Mình sẽ soi cận cảnh cái đầu đèn cho bạn xem nha. Này không có cái công tắc đèn nha bạn. Mở lên là đèn luôn sáng. Đây, hai xi nhan.